Wow, một chiếc bánh ngon quá. À, đây là dành cho các em mà. Ai vẽ tốt hơn thì sẽ được nó. Tuyệt. Đến lúc phải bắt đầu rồi. Tuyệt quá. Chúng ta sẽ cần bột màu đen cho đường viền. Và bây giờ thì á, sô-cô-la, tất cả những thứ còn lại. Không, sô-cô-la tốt hơn. Thời gian hết rồi. Hết rồi sao? Ôi, chúng ta hãy cho lên đĩa đi nào. Thôi được rồi, ok. Ê, chúng ta được có rồi này. Ồ, các em làm tốt lắm, cả hai em cùng thắng. Yeah, tuyệt quá. Ồ, cảm ơn ạ. Ừ, tốt lắm. Nhìn này, tớ có con rơi. Tớ thì có những hình trái tim và những con này, ngon quá. Tuyệt. Quản tù tì. Mình thắng rồi. Wow. Ôi, trời ạ, à, Pikachu bay sao? Đúng rồi, đây là giải thưởng mới của các em. Các em có thể lấy được nếu em vẽ tốt. Đừng có nghĩ đến chuyện đấy. Chúng ta sẽ xem thôi. Mình cần phải thắng. Ôi. Đấy, chẳng lẽ của cậu ấy tốt hơn sao? Thôi được rồi, tớ hiểu rồi. Nhưng mà cái đấy không được đâu. Nào, chúng ta cần nghĩ ra cái gì đó. Ôi không. Các em ơi, hết giờ rồi. Trời ơi, không. Ôi, coi nhìn Pikachu của em này. Em cô có thích không? Tuyệt lắm, Manit. Wednesday cho cô xem bản vẽ nào. Cô có chắc chắn là cô muốn cái đó không? Đây, của cô. Ôi, thật là một cơn ác mộng. Người chiến thắng là Enid. Hoan hô, tớ luôn mơ mơ về cách Pikachu. Tất nhiên là của em rồi. Em cảm ơn ạ. Bay thôi nào anh bạn. Không ở đây. Hay đấy. Lấy đi. Ôi, tại cậu đấy nhá. Các em hãy xem cô có gì này. Wow, đáng yêu quá. Nào, các em bắt đầu đi. Thôi được rồi. Ôi, trông ổn đấy chứ. Tuyệt lắm. Và thêm màu xanh nữa. Ôi, nhưng mình đã xong rồi. Xem Enid làm gì nhá. Ôi, cái con này của mình sẽ đáng yêu nhất. Thinh, nào, chúng ta hãy chơi khăm một chút nào. Hey Enid, cậu làm gì vậy? Cậu đã tắt bếp chưa? Ồ, ổn đấy. Cái gì cơ? Hết thời gian rồi kìa. Ừ, thời gian hết rồi. Tuyệt lắm. Đây là con của em. Của Enid thì sao? Đây là... Ôi trời, đau một chút. Ôi không. Ôi trời ạ. Không được rồi. Ôi, như này không được đâu. Wednesday đã thắng rồi nhá. Yeah, tuyệt lắm. Bây giờ em sẽ được con tắc kè hoa này. Tuyệt. Nó hoàn toàn phù hợp với hình ảnh của em. Tuyệt lắm. Yeah, vòng mới. Hãy vẽ một chiếc váy nhá. Bắt đầu thôi nào. Wow, trời ạ, à, thật là đẹp. Một chiếc váy khủng khiếp, mình sẽ không vẽ nó. Mình sẽ đọc. Thôi nào Wednesday, cậu thật là... Thôi được rồi, mình vẫn sẽ vẽ nó thôi. Cái gì vậy Thinh? Thôi, đừng có mà cố làm. Thinh. Thôi, tớ không quan tâm đâu, cậu làm gì thì làm. Ôi, màu hồng này chắc chắn là cái thứ mình cần rồi. Nào, hết thời gian rồi, cho cô xem nào. Dạ vâng ạ. Ôi, cô không thích nó đâu. Tại sao? Gì? Nào, thế còn đây là gì?
Wow, cái này tuyệt lắm. Wednesday thắng rồi. Cái gì? Không, không, không. Cái này là của em. Đây, nhận lấy đi. Trời ạ, thật là đáng sợ. Mình không chịu được nó đâu. Ôi, một chiếc bánh pizza thật là tuyệt vời. Đây là dành cho các em. Wow, mùi thật là thơm. Nào, các em bắt đầu thôi. Ôi, mình rất là thích pizza nhá. Nào, bắt đầu thôi. Bây giờ thì hãy xem như nào nhá. Yeah, tuyệt vời. Nào, xem nhá. Tuyệt chưa? Wednesday, cậu có gì vậy? Tớ muốn xem cậu sẽ vẽ cái gì. Sau đó mình sẽ vẽ một cái này hay hơn. Đầu tiên mình sẽ vẽ bánh trước. Sau đó mình sẽ vẽ những cái viền này. Bây giờ thì mình sẽ làm cái này ra nhá. Hoàn hảo. Ôi, thế này thôi sao? Tất nhiên là không rồi. Tớ sẽ vẽ những cái này khác nhau nữa. Một vài miếng cà chua. Thêm một đồ xanh. Thôi được rồi các em, cho cô xem nào. Tuyệt lắm. Đấy. Một chiếc bánh pizza không có gì sao? Từ từ đã. Cô vẫn chưa xem hết đâu. Đây là pizza của em. Cô thấy chưa? Wow. Ừ, đúng rồi. Vậy thì cô sẽ đưa chuyển sang Wednesday nhé. Chúc mừng em. Tớ cũng muốn bánh pizza mà. Tớ rất là yêu bánh pizza. Tuyệt quá. Tớ cũng muốn mà. Ồ, tớ cũng có một miếng mà. Cái này cũng rất là ngon nhá. Các bạn, tớ muốn mở món ăn của mình trước. Wow, ở đây có kẹo cao su, thật là tuyệt vời. Tớ rất vui vì tớ đã có được nó. Ôi, hương vị tuyệt vời quá. Wow, tớ chưa kịp cho kẹo cao su vào miệng, nhưng nó đã ngon rồi. Cậu làm gì vậy Tom? Ê, cậu phải đợi mọi người đi chứ. Hãy xem chú có gì phần dưới nắp của tớ nhá. Ồ, ở đây cũng có kẹo su, nhưng mà nó nhiều hơn của Polly. Tớ thích cái bố trí này đấy. Cần phải thoát ra khỏi cái bong mì. Cậu làm gì vậy Kate? Tất cả các giấy gói bay vào người chúng tớ rồi. Tớ rất vui vì cậu đã hoàn thành. Bây giờ chỉ cần mở phần của tớ thôi. Ui, ở đây có 100 gói kẹo cao su. Làm nào tớ có thể bỏ được nhiều gói như thế nhỉ? Tớ sẽ sử dụng cái quạt này nhá. Hay quá, tớ làm được rồi. Ôi, Tom, cho tớ một tí được từ cậu không? Ê, đừng có mà mơ. Polly không nhận được cái gì đâu. Thôi được rồi, tớ có kẹo cao su của mình. Và tớ muốn thử nó trước. Và các bạn hãy đợi khi tớ ăn nó xong nhá. Ôi, ngon quá. Bây giờ có thể thổi bong bóng rồi. Ôi, đồ thua cuộc. Có thất bại rồi kìa. Tớ biết phải làm gì rồi. Tớ chỉ cần lấy cái bơm này thôi. Nhìn này. Bây giờ tớ sẽ thổi một phòng quả bóng bay lớn nhất thế giới. Hay quá. Ôi, nhìn nó rất đẹp đúng không? Tớ sẽ đặt nó lên trên cái gậy này này như kỷ niệm. Tớ cũng muốn một quả bóng như vậy cho mình. Và vì nó không phải là của tớ, nên tớ phải loại bỏ nó thôi. Xin lỗi nhé Polly. Ê, tớ sẽ nhớ cái này nhá Kit. Lấy, nhặt lấy đi. Ui, suýt thì trúng. Thôi được rồi. Điều quan trọng nhất là tớ đang cởi kẹo cao su. Thật là tốt nên dành cho tớ. Bởi vì là tớ có một công việc rất là tuyệt vời. Tớ có rất là nhiều kẹo cao su. Polly, tớ cho phép cậu xem tớ ăn đấy. Tớ nghĩ chúng ta sẽ phải đợi lâu đây. Kit ăn chậm quá. Ồ, nhìn kìa cậu ấy đang thổi bong bóng. Cuối cùng tớ có thể chơi khăm cậu ấy rồi. Cậu làm gì vậy Polly? Trời à, tớ đang làm rất tốt mà. Ôi, trả lại bằng tiền riêng của cậu đấy. Ôi không, trời à, tớ đã vô tình nhổ lông mày của mình ra rồi. Bây giờ cần phải lẹ lấy chúng càng sớm càng tốt. Tớ hy vọng trông nó vẫn bình thường sau tất cả những gì xảy ra thế này. Đừng có cười nữa. Tom, bây giờ cậu cũng phải có việc để làm rồi đấy nhá. Ôi, thật là đáng ngạc nhiên. Nhưng lần này tớ đồng ý với cậu. Tớ sẽ mất rất là nhiều công sức và thời gian để ăn nhiều kẹo cao su như này đấy. Tớ không nghĩ là nó khó như vậy đâu. Tớ đổ mồ hôi và hàm của tớ hầu như không di chuyển được nữa. Thôi, bây giờ có thể thổi bong bóng rồi nhá. Tớ đang làm được rồi này. Tom, dừng lại. Trời ạ, cái này to quá rồi. Ôi không, nó nổi tung rồi. Trời ạ, ở đây như quả bom đã nổ vậy. Cậu thế nào vậy Tom? Tớ không thể di chuyển được, tớ dán hết quả vào giao bàn rồi. Theo truyền thống, tớ sẽ là người bắt đầu nhá. Ô, Skittles, nó thậm chí còn tốt hơn kẹo cao su này.
Hãy xem Kate và tớ nhận được những phần như thế nào nhé. Wow, tớ thấy đủ kẹo cho tớ rồi đấy. Còn tớ thì cả một ngọn núi này, tớ thậm chí không thể đếm được bao nhiêu gói đây. Polly lại không may mắn như thường lệ rồi. Ôi, các bạn thật là độc ác. Không sao, một ngày nào đó, cái này sẽ đến với tớ thôi. Và sau đó tớ sẽ không chia sẻ với các bạn. Trời ạ, ở trong gói chỉ có một cái kẹo thôi sao? Điều này quá đáng lắm rồi đấy nhá. Cần phải ăn thật chậm để tận hưởng từng khoảnh khắc vậy. Ôi, hết kẹo rồi sao? Tiếc quá. Ôi, cậu mong đợi điều gì đấy kẻ thua cuộc? Còn ở phần của tớ thì có thể kéo dài trong một thời gian dài. Nhưng tớ sẽ không làm điều đó đâu. Tại sao phải lãng phí thời gian khi cậu có nhiều gói kẹo như thế này? Nhưng mà ngon quá đi mất. Vừa chua vừa ngọt, tớ rất là thích. Từ từ đã, tớ nghĩ ra rồi. Bây giờ tớ sẽ đổ hết cả ra như thế này nhá. Để đổ hết ra và có thể làm những thứ mà mình muốn. Tớ sẵn sàng dành chút thời gian cho nó rồi. Sẵn sàng, tiếp tục tiếp theo nhá. Bây giờ thì kẹo cần phải sắp xếp theo các màu sắc như thế này này. Tớ không nghĩ là nó có thể thú vị như vậy. Đấy, tớ gần xong rồi. Nhìn nó đẹp làm sao. Ôi, cho tớ xin một miếng được không? Ôi, bạn ấy không nhận được cái gì. Vậy mình có thể xin được thêm vài cái nữa. Ôi trời ạ, tớ thông minh quá. Tớ không hiểu kẹo tớ đi đâu mất rồi. Hình như nó có nhiều hơn mà. Polly, đó là do cậu sao? Không sao, bây giờ tớ sẽ dạy cho cậu một bài học. Tớ sẽ cho cái này vào ngay ở đây và đổ kẹo lên trên để cậu không nhìn thấy cái gì cả. Ôi, tớ nên lấy thêm rồi. Ôi không, ngón tay của tớ. Trời ạ, tại sao lại có cái chuột này? Ôi trời ạ, đau quá. Ôi, ngón tay của tớ không biết đâu. Ai bảo cậu ăn cắp kẹo của tớ? Nhân tiện tớ sắp xếp chúng theo màu sắc rồi đây này. Bây giờ có thể thưởng thức từ hương vị riêng biệt. Eo ơi, đồ tham lam. Tớ chỉ lấy một vài miếng thôi mà. Nhưng mà không sao Tom, bây giờ cậu sẽ nhận được thôi. Ê, cái gì vậy Polly? Cái quạt khổng lồ. Ôi không, cậu thổi hết cả bay kẹo của tớ rồi. Điều tốt thật là chỗ của tớ vẫn ở cũ. Tớ rất nóng lòng muốn thử chúng. Tớ sẽ bắt đầu ngay từ đầu nhá. Hãy xem có gì bên trong. Ôi, nhìn trông nó ngon quá. Thật là một các loại hương vị khác nhau, tớ thích quá. Tớ thích nhận cảm nhận chúng ngay lập tức. Gói đầu tiên đã xong, đến lúc phải mở phần còn lại. Nếu lấy đồ ngọt trực tiếp từ bàn thì sao? Có lẽ như này sẽ thuận tiện hơn. Ừ, khá là tốt đấy. Thế tiếp tục nhá, tớ đang rất là thích đấy. Tớ thèm ăn đến cái mức mà khó thỏa mãn luôn ý. Ôi, rõ ràng cái này rất lâu đây. Có thể ngồi xem điện thoại hoặc chơi pop it. Có lẽ chúng ta nên vật lộn ngón tay của mình. Ôi, tớ không đủ rồi. Dạ dày của tớ đang sắp đầy miệng rồi. Vậy thì bây giờ chúng tớ ăn nhá. Cái gì nữa? Tớ có thể tự làm được. Ê, cậu đang làm gì vậy? Tại sao cậu cần nhiều đĩa như vậy? Các bạn cần kiên nhẫn một chút. Bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy thôi. Nhìn xem này, tớ đã để chúng rất là đẹp. Bây giờ thì cần cho Sprite và chúng ta sẽ thấy điều kỳ diệu thực sự. Cái này sẽ có một cầu vồng trong bát. Tuy nhiên tại sao tớ giải thích nhỉ? Bây giờ các bạn sẽ tự biết thôi. Nhìn thấy rồi, bắt đầu rồi đó, đẹp chưa? Oh, wow, tại sao cậu nghĩ ra được điều này? Tớ trông thật là huyền diệu. Nhìn giống cầu vồng thật đấy. Tớ đã nói rồi mà. Màu trông thật là đẹp. Rất là tuyệt vời. Wow. Lần này tớ muốn là người đầu tiên. Còn cái gì nữa đây? Tớ chưa bao giờ thấy phần bóng ngô nhỏ như vậy. Ôi, tớ phải thừa nhận, tớ được có thêm một chút. Nhưng mà mặc dù nó tốt hơn của Tom đấy. Cuối cùng may mắn đã mỉm cười với tớ rồi. Tớ biết điều này sẽ xảy ra mà. Thật là một thùng bóng ngô khổng lồ. Hay quá. Tớ ghen tị với cậu đây Polly. Chúng tớ sẽ phải ăn thứ ngũ cốc khốn khổ của mình và khóc thôi. Có lẽ mánh của tớ sẽ làm mịn cơ góc. Cậu làm gì vậy Tom? Ôi, hình như cậu ấy làm gì đó vô nghĩa hay sao ấy. Các bà không hiểu gì đâu. Ngay một phần nhỏ cũng phải ăn thật là đẹp. Tớ sẽ lấy dĩa và dao. Đây là những quý tộc thực sự làm. Mình sẽ cắt những cái này không dễ dàng đâu. Nhưng mà mình biết cách xử lý thức ăn mà. Ôi, cậu rõ ràng đang là kéo dài thời gian của mình. Tớ chỉ biết cách cư xử tốt thôi. Có vẻ như đôi khi cậu vẫn quên chúng đấy. Nhưng mà tớ không quan tâm. Tớ sẽ thưởng thức bảo ngô của mình. Mặc dù chỉ có một chút thôi. Xem tớ thông minh lắm sao. Oh wow, tớ không biết cậu có thể làm như vậy đấy. Đấy, xong rồi. À, vẫn còn một cái này. Tuyệt quá, tớ sẽ ăn nó như món tráng miệng vậy. Ôi, chúng ta sẽ thấy thôi. Ê, bóng ngô của tớ đâu rồi? Tom, cậu đang làm gì vậy? Tom đã lừa được Kate.
Hãy chăm sóc bản thân nhé. Tớ cần phải ăn núi ngổm ngô của tớ đây này. Ôi trời ạ, nhìn nó đẹp lắm sao. Nó ngọt và giòn lắm sao. Tớ đã chờ đợi giây phút này bao nhiêu lâu rồi. Cuối cùng tớ có thể chui cả mũi vào đây. Ôi, may mắn thế này Polly. Ê, tớ nhìn thấy mọi thứ rồi nhá. Đừng có cố gắng ăn cắp bỏng ngô của tớ. Ôi, chúng tớ không quen rút lui nhanh như vậy. Tớ biết phải làm gì rồi. Một chiếc máy bút vụt đặc biệt sẽ giúp tớ ăn cắp một ít bỏng ngô. Thật là tuyệt làm sao. Tom, cậu lại làm gì vậy? Trời ơi, trả bỏng ngô lại cho tớ đi. Đó là một kế hoạch tuyệt vời. Ôi, cậu tuyệt lắm Tom. Ăn thôi. Bắt bỏng ngô bằng miệng của cậu đi Kit. Các bạn đang làm gì vậy? Trời ạ, không thể nào mà tin được. Tớ đã sẵn sàng bắt đầu. Sữa và bánh Oreo trông ngon, nhưng mà phần thì hơi nhỏ. Tớ thậm chí không thể nhìn thấy nó. Hay quá, tớ lại may mắn một lần nữa rồi. Thật là tuyệt lắm sao. Cô biết gì về may mắn chứ Polly. Nhìn đây này, phần của tớ mới là tuyệt vời. Còn Tom là kẻ thua cuộc. Ê, cẩn thận, vì cậu mà bánh của tớ có thể rơi đấy. Nó sẽ tốt đấy, đừng có mà cười tớ. Tin tớ đi, tớ có thể tận hưởng ngay cả phần nhỏ nhất của mình đây này. Ôi, chiếc bánh này rất là giòn. Sữa là sự bổ sung hoàn hảo cho nó. Ôi không, tớ làm rơi bánh quy rồi. Tớ cần phải lấy nó ra ngay lập tức. Ôi không, nó mềm ra mất. Trời ạ, nhưng tay không vào được. Nghĩ ra rồi, tớ chỉ cần uống sữa thôi. Và bánh quy sẽ ở dưới. Ôi, hình như là tớ nuốt luôn rồi. Vậy thì bây giờ đấy là tớ nhá. Tớ hy vọng bánh quy của tớ không thể lấy được ra khỏi ly. Ôi, tớ có rất là nhiều kem. Tớ tôn thờ nó. Nó thật là bơ và bột thật là giòn. Sự kết hợp hoàn hảo của các kết cấu hương vị. Ôi trời ạ, bánh của tớ cũng rơi vào ly rồi. Hãy xem làm nào để cậu thoát được khỏi này với Polly. Nếu mà tớ không làm gì thì sao? Nhờ những chiếc bánh quy này, sữa của tớ có màu sô-cô-la rồi này. Nó không tuyệt sao? Tớ cần thêm nhiều bánh quy hơn nữa và trộn mọi thứ vào. Đấy, tớ sẽ đổ vào trong như thế này. Và nó sẽ được một ly cocktail sô-cô-la ngon tuyệt vời. Sắp xong rồi, bây giờ chỉ cần lắc thôi. Ui, cậu ấy thực sự làm được một cái gì đó ngon sao? Bây giờ các bạn sẽ thấy thôi. Tớ không nghi ngờ về công thức của mình đâu. Trông rất là ngon miệng đúng không? Ôi, tớ không thể nào mà chờ đợi được nữa. Tớ muốn thử lắm rồi. Có vẻ như Polly đã đúng, kế hoạch của cậu ấy thành công rồi. Tớ đã nói với cậu rồi. Bây giờ hãy nhìn và ghen tị với tớ thêm một lần nữa đi nhá. Ngon làm sao. Sữa sô-cô-la với hương vị bánh cookie. Tớ không muốn uống nó qua ống hút nữa đâu. Tớ muốn uống tất cả. Hay quá, cần phải nhớ rằng đây là cốc tai. Có vẻ như người duy nhất chỉ còn lại tớ thôi. Đừng lo lắng, các bạn sẽ không phải đợi lâu đâu. Tớ sẽ nhanh chóng ăn phần của mình thôi. Và đừng có chia tay ra. Tớ có kế hoạch riêng cho nó rồi. Tất cả các bánh này sẽ đi vào ly sữa. Ồ trời ạ, bắn to thế. Ồ, nhưng mà cái này nó đã trong ly hết rồi đây này, tuyệt quá. Vui mừng sớm đây Kết. Trông tớ sẽ không rời xa cậu đâu. Chúc cậu ngon miệng nhá. Cậu đã làm gì vậy? Trời ạ, bây giờ tớ người đầy sữa và bánh quy. Hãy bắt đầu đơn giản nhá. Làm cho mình khoai tây chiên đi. Ôi, quá là dễ. Ôi, bà sẽ làm được. Ôi, mình cũng sẽ học được cách nấu ăn. Trong khi mọi người gọt khoai tây, mình muốn làm nóng dầu. Nhân tiện không bao giờ là quá nhiều. Nào, dầu gần như sôi hết rồi. Đến lúc phải đổ những lát khoai tây chiên vào thôi. Không, dừng lại. Ui, nó bắn quá, nóng quá, kêu kêu kêu. Ôi, cháu đang làm gì vậy? Bà suy tìm bị bỏng đây này. Ôi, dầu phải đổ hết sức cẩn thận. Sau đó, khoai tây chiên sẽ chiên đều. Ôi, không có gì khó khăn đâu. Khoai tây đã sẵn sàng. Bây giờ chỉ cần thêm một ít nước sốt thôi. Khoai tây chiên? Mình nghĩ đó là khoai tây bình thường mà. Đây, của mình mới là khoai tây thực sự. Nhưng đó chưa phải tất cả. Bây giờ mình sẽ làm món ngon từ khoai tây bình thường. Mình sẽ làm một món thực sự ngon. Mình cần thịt hun khói, nước sốt. Và tất nhiên là hương thảo thật là thơm. Thông quá, thông quá. Chính xác, mình vẫn chưa mất tất cả mà. Tại sao không sử dụng kẹo dẻo khoai tây chứ?
Nói rằng nếu nhúng nó vào siro dâu tây, nó sẽ còn ngon hơn. Wow, mình sẽ bắt đầu từ món ngon khoai tây ở giữa nhé. Bà ơi, cái này hay ngon quá. Ôi, heo ơi, mình không thích những cái cơ hương thảo này. Xin lỗi nha đầu bếp, nhưng mà mình không thích nó. Nhưng mà mình rất đánh giá cao ý tưởng khoai tây kẹo dẻo. Anh ơi, ngon lắm. Bây giờ mình không biết chọn ai là người chiến thắng. Chắc là bà ngoại thôi. Ôi, hoàn hồ. Lần này nhiệm vụ khó khăn hơn một chút. Các bạn sẽ cần phải làm sushi nhé. Sẽ được thực hiện. Công thức tốt nhất. Sushi. Vâng, là không biết là sushi là gì. Ôi, bây giờ bà sẽ làm món sushi chưa bao giờ mơ tới. Sushi thông thường nhàm chán. Còn điều nữa, sushi từ loại đồ ngọt khác nhau thì lại rất là tuyệt vời. Ôi, thay vì kem chua sẽ có kem đánh bông ở bên trong. Và tất nhiên là mắt kẹo dẻo và cả kẹo dẻo có bông nữa. Đẹp thật đấy. Và tất nhiên không thể nào mà quên được syrup sô-cô-la. Ôi, ý tưởng hay đây. Món sushi của mình cũng sẵn sàng sớm thôi. Điều chính là phải làm theo đầu bếp cẩn thận. Đến bây giờ vẫn chưa có gì phức tạp. Không có gì phức tạp. Bây giờ chúng ta sẽ xem ai sẽ có món sushi kinh tởm nhé. Ôi, thêm nước sốt bà cũng nói làm được. Cái này rất là đơn giản. Ôi, cái này là gọi là cái gì? Bơ. Ôi, điều chính là phải quay mọi thứ lên thật tốt. Ôi. Đấy, sushi hoàn hảo đã sẵn sàng. Ôi, thật là kinh khủng. Ôi, bà không hiểu cái sushi của cháu là cái gì. Đến lúc phải cho thêm cá hồi lên trên rồi. Ôi, tuyệt lắm. Và cắt những cái khúc như thế này. Và không được quên cả nước sốt nữa. Cả hàng chứ gì. Thôi được rồi, sẽ được làm thôi. Sẵn sàng rồi. Mong là sẽ ngon. Oh wow. Ôi, chồng của mình không ngon lắm. Nhưng mà mình nghĩ ra có một ý tưởng tuyệt vời hơn rồi. Tại sao lại không làm sushi từ dưa chuột chứ? Như này vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe. Và rất là kinh. Tại sao? Dưa chuột rất là hoàn hảo cho món sushi. Chỉ cần bỏ thêm cơm vào thôi. Ôi, trông không ngon làm sao. Cái gì nữa? Chưa xong đâu. Đấy, hãy nhìn xem đẹp làm sao. Cái này là cái gì đây? Trời ạ, tôi chưa bao giờ thấy thứ như thế này. Mình không muốn thử đâu, ghê quá. Sushi ngọt thì mình rất là muốn thử đây. Món này ngon thật đấy. Nhưng mà không no được. Chỉ còn lại người cuối cùng thôi. Đây là sushi thực sự đây rồi. Đầu bếp, cô đã thắng lần này nhá. Cảm ơn nhá. Nhưng đó là rõ ràng rồi mà. Mình hy vọng mọi người có thể làm một chiếc bánh waffle. Tớ phải nghe bắt đầu với bột. Nhưng mà mình sẽ không có vấn đề gì về nó đâu. Đến lúc phải thêm bột mì vào rồi. Ôi, cần phải ngoài nó lên một chút. Tuyệt lắm. Và bây giờ sẽ thêm bột này nữa nhá. Ôi, hình như bị rơi vào mũi rồi. Ôi, thế là hết rồi đấy. Không sao, thêm vào là được. Bột này mình cho nhiều quá. Nhưng mà chắc là như vậy là đủ. Bây giờ chỉ cần ngoài nó lên thật là kỹ thôi. Bây giờ bột này của tớ đã xong rồi. Cần phải cho vào trong như thế này. Đây là bánh waffle ngon nhất thế giới mà em gái mình đã ăn.
Ôi, đúng rồi, bột này ngon quá. Và sẽ không có vỏ trứng ở trong đó đâu. Mong là nó sẽ ngon. Mọi người đều cho đường sao? Nhưng mà đường rất là có hại, vì vậy sẽ thêm bầu vào nhớ. Và không, mình sẽ làm bột từ nó luôn cơ. Ôi, chỉ cần nạo nó ra như thế này này. Sẵn sàng rồi đấy. Và bây giờ cho thêm trứng vào. Và tất nhiên là bột nữa. Bây giờ thì cần phải trộn hết tất cả mọi thứ lên. Và cho thêm cả ít hành nói nữa nhá. Ôi, trông thật là ghê tởm. Nhưng mà loại bột như này hữu ích cho cơ thể hơn so với của các bạn. Bây giờ thì có thể đổ vào khuôn bánh quế rồi. Ôi, và đừng quên giữ thời gian để nó không bị cháy nhớ. Ừ, thì như bạn nói đúng rồi đấy. Ôi trời ạ, mình quên mất không để ấy. Trời ạ, ôi, nóng quá. Nhưng không sao, tớ sẽ che giấu vỏ ngoài không dễ chịu của nó với kem tươi, quả mọng và siro sô-cô-la. Đây, trông tuyệt vời lắm. Còn bà thì theo truyền thống sẽ đổ siro lên. Ôi, thêm một miếng bơ cũng sẽ không bao giờ là thừa đâu. Ôi, nhìn ngon quá. Còn mình sẽ trang trí những cái bánh waffle của mình với những thứ tốt cho sức khỏe, rau. Ôi, mình muốn thử lắm rồi. Mình sẽ thử với cái này nhá. Eo ơi, cái bánh quế này nó quá chín rồi, mình không ăn nó đâu. Ồ, còn cái này là cái gì? Eo ơi, trời ạ, cái này như vị vương cỏ vậy, kinh quá. Còn cái này thì chắc chắn sẽ là ngon đây. Ôi, bà ơi, trời ạ, đây là những gì con muốn. Bà thắng vòng này nhá. Ồ, không có gì ngạc nhiên khi mình cố gắng rất nhiều. Cuối cùng, mình muốn uống một cốc cà phê thật là ngon. Ok, sẽ được thực hiện. Ok, được thôi. Ồ, mình có ý nghĩ tưởng thật là tuyệt vời. Cà phê nóng quá chán, ngay cả cà phê lạnh, tức là Frappuccino, đang mốt đây này. Mình sẽ ném thêm đá vào trong cái lọ đó, sau đó thêm siro sô-cô-la thật là ngon. Và tất nhiên, không được quên cả cà phê nữa nhá. Ôi, nó là đến từ Starbucks đấy nhá. Và một ly cốc tai với sô-cô-la Twix chắc chắn sẽ không thừa đâu. Tớ sẽ đánh nó lên một chút và sử dụng nó thay vì sữa. Còn bà thì sẽ làm cà phê cổ điển hơn một chút. Ôi, đây cà phê hòa tan. Bà biết là cháu gái bà rất thích loại này. Đấy, cuối cùng cũng xong rồi. Bây giờ mình sẽ thêm này vào. Và ở trên mình sẽ cho kem đánh bông và một ít kẹo sô-cô-la. Còn lại cái cuối cùng này, bánh quy Oreo và thanh kẹo. Và tất nhiên là ống hút nữa. Ôi, thật là không chuyên nghiệp. Thôi được rồi, đến lượt mình pha cà phê. Với cả cái này, mình sẽ đo xem là bao nhiêu hạt. Đây là những gì mình cần. Bây giờ, nhờ cái máy xay cầm tay này, mình sẽ xay cái này ra. Hãy nhìn vào hỏi đi. Và bây giờ, mình sẽ đổ đầy cà phê bằng nước sôi. Ôi, trời ạ, cà phê được làm như này thật sao? Được rồi, bây giờ mình sẽ đổ cà phê vào cốc. Còn sữa, mình cũng sẽ đánh bằng tay. Ôi, đừng quên các quy tắc. Đấy, xem nó đẹp làm sao. Ôi, mình sẽ bắt đầu từ cái này trước nhá. Bà ơi, cháu luôn biết cái cà phê này.
Ôi, mình không thích nó chút nào. Ok. Ôi, nhìn cái này trông đẹp hơn rồi đấy. Ngon, nhưng mà hơi đắng. No. Còn lại một ứng cử viên cuối cùng. Ồ, wow, cái này thực sự là tuyệt vời. Anh ơi, anh thắng vòng này rồi nhá. Yeah, cuối cùng cũng thắng rồi.